Một đơn vị quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn hạ đến 7 máy bay cường kích Su-25 của Nga trong chưa đầy một tháng. Tuy nhiên, chuyên gia quân sự của tạp chí Forbes tỏ ra nghi ngờ tuyên bố này. Bài nhận định của Forbes hôm 27 tháng 5 cho rằng lữ đoàn cơ giới số 110 có thể đã phóng đại số vụ bắn rơi máy bay Nga và không thể xác minh nhiều tuyên bố của đơn vị này. Theo phía Ukraine, các vụ bắn rơi xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5. Nếu đây là sự thật, thì không quân tiền tuyến Nga đã chịu tổn thất rất lớn. Tuy nhiên, theo Forbes, tuyên bố từ phía Ukraine dường như không có bằng chứng thuyết phục và lữ đoàn 110 nhiều khả năng chỉ bắn rơi được nhiều nhất 2 máy bay Su-25 Nga trong tháng qua. Hai trường hợp đó có bằng chứng trực quan, gồm một bức ảnh mờ về thứ gì đó đang bốc cháy trên mặt đất và một video có thể mô tả một tên lửa lao vào một máy bay phản lực bay thấp. Forbes cho biết bằng chứng trực quan duy nhất còn lại mà lữ đoàn cơ giới 110 đưa ra thực ra là từ một trò chơi điện tử. Forbes nói nếu lữ đoàn 110 thật sự phóng đại thành tích thì đó có thể là đòn tâm lý chiến nhằm gây áp lực cho đối phương và nâng cao nhuệ khí của binh sĩ Ukraine. Forbes dẫn dữ liệu từ trang web giám sát Oryx cho biết Nga đã mất ít nhất 29 chiếc Su-25 kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Cả Moscow và Kiev đều hiếm khi tiết lộ về thương vong và tổn thất thiết bị của mình. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay Su-25 đã tham gia hàng chục cuộc không kích vào các vị trí của Ukraine chỉ trong tháng này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất 604 máy bay quân sự và 274 máy bay trực thăng kể từ khi xung đột bắt đầu. Theo Forbes, lữ đoàn cơ giới số 110 đã chịu tổn thất nặng nề trong trận chiến ở thành phố chiến lược Avdiivka và cuối cùng buộc phải rút lui vào tháng 2 năm 2024 với thương vong lên đến hàng trăm binh sĩ. Giống như nhiều đơn vị Ukraine khác, lữ đoàn này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược do nguồn cung cấp từ phương Tây bị chậm trễ. Kiev đã liên tục đề nghị các đồng minh phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất để giành ưu thế trên không. Mỹ hôm 28 tháng 5 cam kết sẽ cung cấp cho Ukraine 30 chiếc F-16 cho đến năm 2028. Trong khi đó, Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng không có khoản viện trợ nước ngoài nào có thể thay đổi kết quả của cuộc xung đột. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.